Sáng nay, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị. Điểm cầu tỉnh Bạc Liêu, dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Chí Nguyện. Các vị trí việc làm được xây dựng với mức độ khái quát cao theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành lĩnh vực từ trung ương đến địa phương, có tính đến mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động, phạm vi đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn nghiệp vụ của công việc theo chức năng nhiệm vụ tương ứng với từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức. Vị trí việc làm trong cơ quan tổ chức hành chính gồm 840 vị trí, trong đó 122 vị trí việc làm lãnh đạo quản lý, 656 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành, 40 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung, 22 vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ. Vị trí việc làm trong cơ quan thuộc chính phủ gồm 31 vị trí việc làm lãnh đạo quản lý, vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành, nghiệp vụ chuyên môn dùng chung và hỗ trợ phục vụ thì áp dụng theo hướng dẫn của Bộ Quản lý ngành lĩnh vực. Vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập gồm 559 vị trí, trong đó 110 vị trí việc làm lãnh đạo quản lý, 392 vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, 30 vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung, 27 vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ. Vị trí việc làm cán bộ công chức cấp xã gồm 17 vị trí, trong đó 11 vị trí việc làm cán bộ chuyên trách, 6 vị trí công chức cấp xã. Các vị trí việc làm được thiết kế gắn với yêu cầu kết quả sản phẩm đầu ra theo từng chức danh, nhiệm vụ tương ứng với từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức sẽ góp phần thực hiện được 3 mục tiêu của việc xây dựng vị trí việc làm của hệ thống chính trị như đổi mới việc phân loại, đánh giá, tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ công chức viên chức, thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa 12, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức theo vị trí việc làm. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, xây dựng quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập là việc khó, phức tạp, nhạy cảm. Bởi đây là động lực để cán bộ công chức viên chức phát huy hiệu quả công việc, nhưng cũng có khả năng bị tác động ngược. Vì vậy, các bộ ngành, đơn vị địa phương phải quyết tâm, quyết liệt hơn. Người đứng đầu địa phương, ngành, đơn vị phải chịu trách nhiệm chính, nhiệm vụ này. Tiếp tục thực hiện theo đề án, nếu gặp vướng mắc thì báo cáo Bộ Nội vụ để được hướng dẫn tháo gỡ. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh và sửa đổi bổ sung kịp thời các quy định hướng dẫn vị trí việc làm theo ngành lĩnh vực, bảo đảm tính thống nhất, liên thông, đồng bộ trong hệ thống chính trị. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu việc phê duyệt các đề án vị trí việc làm trong cơ quan tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập phải kết thúc trong tháng 3 năm 2024.